Chào mọi người. Buổi sáng này chính là cây, đây là cây linh sam, nghĩa là mới được thay đất từ hôm 30 tháng 3. Hôm nay là như là 12 tháng 4. Hoa nở rất đẹp. Hoa linh sam thì thường là cứ nở vào buổi sáng, ngày đến chiều tối thì nó bắt đầu tàn, nhưng mà cái lớp nụ và cái hoa nhỏ thì như là tiếp tục, và như này mỗi một đợt hoa của nó thường kéo dài khoảng tuần. Khi trong ngày như là hoa chỉ nở trong ngày thôi, nhưng mà cái nụ của nó thì rất nhiều, nên nó có thể nở liên tục kéo dài trong tuần. Sau đây mời các bạn sẽ xem những lần chia sẻ với nhau cách như là thêm đất và sang đất cho cây trồng ở trong chậu. Mời các bạn tiếp tục nha. Xin chào các bạn. Nhất trong cái đợt Covid này, chúng ta thế là ở nhà, thì ở những lần đang tập Covid chúng ta cần phải cách ly, tránh những tập trung chỗ tập trung đông người, chúng ta thì có thể thay đất cho cây vậy, hay là chăm sóc cây cảnh, thay đất thay cây. Thay đất cây nên xây dựng như thế này, cái loại phân phân lân để bón lót cho loại, nên là chọn cùng với đất. Cái kia là giống cây như thế này, chúng ta làm sao cho đảm bảo cây tiếp gì ảnh. Đây là cái bát là cái đáy chậu để lên thôi, khi mình tưới nó chứa nước, nó chứa nước. Chúng ta không sợ cũng nếu mà nó đẩy quá nó tràn ra thì chúng nó sẽ vui sợ ra rất nhiều rễ. Bây giờ chúng ta cần cắt mứt rễ, chúng ta sẽ cho thêm đất vào để cho nó rễ nó nổi lên trên. Đúng rồi. Ông cá bò cho thêm đất vào để rễ nó nổi lên trên. Nước sẽ như là lọt, từ khi tưới nước sẽ lọt như này, đất là chứa trong này, như là trong mấy ngày, trong một tuần chúng ta có thể tưới nước lại. Đây này chúng ta là đất cho nên phải lọt như ba. Đất này như là đất dễ lấy, không bằng tay rồi. Nhất dễ lấy nặng.
Ừ, tay ông bà. Đi xem cái đồ kép ông. Đấy, đây ông. Ông mua hai tiền này kép ông. Ừ. Đấy, chúng ta đang lên này. Ở chứ ở đâu? Đây là chúng ta nâng lên, đại như là cái gốc rễ cây. Nó được nổi lên bên trên. Nhá. Ông mua kép ở đây ông. Kép cây này ông. Ừ. Ông ơi, cây này thông minh rồi ông ạ. Cây này thông minh à? Từ sao nó thông minh? Cây này thông minh ấy ông ạ. Ông ơi, cây này càng thông minh rồi ông ạ. Ôi nhiều bệnh thế. Ông ơi, cây nhiều bệnh à? Ông đi tìm cây đây à? Ừ. Ông cái đó kéo mạnh đi. Ừ, đứng đây. Bảy năm ông ạ. Bảy năm. Năm bảy rồi. Ông ơi, đây là ông có gì? Ừ, cần gì? Chị chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn sống luôn vui xuống khỏe mỗi ngày. Đúng xem rồi. Các bạn ở video sau vẫy tay chào mọi người, vẫy tay với tay chào vẫy tay chào kìa. Con nắng chào rồi ông ạ. Ừ, con nắng chào.